cho cái mic để phỏng vấn một số người trong kỳ thi ngày mai. Có người lao động xin được hỏi bạn, mai là kỳ thi môn toán văn và môn lý rồi, thì bạn có đang chuẩn bị những cái gì để chuẩn bị cho ngày mai chưa? Chuẩn bị xong hết rồi. Khi nào không đi cũng được. Ôi xúc động quá, ngày mai mà thi cứ mà thi thôi, cái gì đâu. Con có điều gì không ạ? Con kiếm rồi. Hết rồi, tôi đã nói xong. Nó không có ý nghĩa gì. Đang trực tiếp với TV3 của. Sao hỏi đi à? Hỏi đi. À, mai là kỳ thi rồi, thì bạn có cảm xúc gì, như bạn chuẩn bị gì cho ngày mai chưa? Còn đỏ hết cả mặt. Không phải chuẩn bị gì, mình giỏi quá rồi. Bạn tin quá. Này tôi đang kết thúc bản tin đây và nhường cho thời tiết.